đã đến với video tiếp theo của tụi nhà mọi người. Thì hôm nay sẽ review cho mọi người xem nó sẽ là một cái ghe nhảy như thế nào. Dây gì cũng được ta lấy. Mọi người còn nhớ gì nè mọi người. Hãy gom lại một cái nha. Đây. Đây là bộ cái tuổi có dữ dội của tôi đúng không mọi người. Đếm từ 1 thì tôi có thể nhảy. Đếm từ 1 thì đợt đó tôi nhảy được 600 mấy cái. Từ 1 đó nha mọi người. Còn mà từ 5-10 là tôi nhảy được 2-3 ngàn cái gì đó. Tôi không nhớ mọi người ơi. 5-10, 5-20, 25-30, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 100 đó. 1 là 1, 2, 3, 4, 5 nó kiểu vậy mọi người đó. 100 của cái 1 là được 200 của cái 40 rồi. Ồ, 200 của cái 200 cái 35 rồi. Đó, nên là cái này được rất là gán nhảy lắm luôn á trời. Mà nhảy được được đó tới bây giờ luôn, là không nhảy được nữa đó mọi người. Nó là không nhảy được nữa mà tại vì tôi chưa giờ không có ai chơi trò này nữa chứ để mà tôi ngủ chơi solo. Giờ tôi thấy không ai chơi nữa cho nên tôi không biết ngủ sao. Thật sự giờ tôi không biết ngủ như thế nào luôn mọi người. Bây giờ tôi muốn ai đó ngủ tôi chơi xong nó bắt đầu trò tôi solo. Với là đó là dây này nè mọi người. Cái buộc dép á, buộc và bỏ một cái dép vô đây nè. Đầu quơ đầu nè, quơ quơ ấy. Cái này siêu ôm cái vòng tròn á, cái đồ nó vô nhảy á mọi người. Nó tôi thấy là ok luôn nha. Dịch chịu đấy. Chịu. Tôi muốn chịu này, tôi muốn đi đánh cầu lông á. Thật sự đúng. Tôi muốn đi đánh cầu lông kinh khủng. Tôi muốn đi đánh cầu lông. Cầu lông. Tôi muốn đi đánh cầu lông. Thật sự đúng mọi người. Đánh cầu lông rất phê lắm. Và tôi không biết đi với ai để tôi coi chỉ đi tôi có rảnh thì bà đi bây giờ này chắc bà mới thích là bà mới thích hay gì đó mọi người. Tôi nghĩ là chắc mới thích là cùng còn rồi đang ngủ là tao ngủ sớm rồi, tao ngủ sớm mà chắc là bà mới thức hay gì đó. Hay là thức lâu rồi thì còn phụ cô quán nữa. Tôi thì chắc hết clip này tôi sẽ đi vô chỗ sẽ đi vào trỏng để tôi mua bún ăn. Tôi rất bụng quá xin mẹ mua bún. Tôi sẽ bé tôi mua bún rồi xin mẹ bún à. Ba gà gì kìa sao hồi nãy giờ tôi đã bụng tôi kết thúc clip thì nó không đau nè. Cái tôi quay cái nó đau đau nó nhói 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 sao đâu mọi người. Nó cứ nhói nhói sao đâu mọi người. Chắc là hết cái này rồi. Tôi phải thập tứ cô nương xin vì gái cấp chủ. Đây hạ này tôi đã có cái gì à? Mưa chơi cái gì à? À tôi mới nói xong chưa? Em thích thì anh chịu, em liều thì anh họ em liều thì anh cũng chơi nhưng mà mưa rơi anh sẽ em ơi mà dân chơi không sợ mưa rơi mà mưa rơi nhiều quá thì anh chơi đi vậy kiểu vậy á. Em thích thì anh chiều, em liều thì anh cũng chơi mẹ em ơi, anh sợ mưa rơi mà dáng chơi không sợ mưa rơi nhưng mà mưa rơi quá thì anh chơi đi về. Trời, tôi không biết nhiều lúc á, tôi kiểu như là một cái ca sĩ chính hiệu. Thật sự á là tôi rất là đam mê hát luôn mọi người. Thật sự tôi rất là đam mê hát luôn á. Tôi là hát chay, là hát dở nha, tại vì cái tôi á, cái giọng tôi nó bị khàn á mọi người. Là tôi chưa có lấy, tôi chưa có biết lấy hơi chuẩn á. Ôi trời ơi, tôi mà biết lấy hơi chuẩn là nhầm bài ha. Tôi biết lấy hơi chuẩn rồi đó. Và tôi hát là ngọt xớp mà ha. Nè, kiểu bài à. Gì à, thương hại nè. Bài này tôi nghe lâu rồi nè. Người ta đã xương đang tốt hơn anh.
Người ta đã yêu em yêu rất chân thành. Người ta đã cướp mất trái tim em ra khỏi cuộc đời của anh. Ừ thì là định mệnh. Thế sao em vẫn còn ngọt ngào khi ở bên anh? Giữa dòng đời anh vắng, không sao đâu em đừng lo. Điều trái tim anh rất cần là có một tình yêu thật sự. Anh không muốn đơn phương vẫn vương dối lòng. Đừng mềm lòng anh nữa, xin em yêu cho anh. Đừng ngồi gần chị nữa, xin em cứ rời xa. Đừng làm phiền nhau nữa, làm rồi tim nỗi đau. Đừng bằng lòng vì em, đôi ta không còn nữa nhau. Thật sự là từ sáng tôi uống đúng một ly nước và tôi nói chuyện tới bây giờ cho mọi người nghe luôn mọi người. Thật sự luôn, nó tới bây giờ luôn mọi người ơi. À, cái gì bài à? À, xa như anh ngày xưa chưa biết đến em thì chắc có lẽ giờ anh chẳng cô đau như vậy. Hôm qua em cho bao nhiêu niềm tin, hôm nay đâm nát hết cuộc tình này. Người yêu anh đã biết hết rồi, em nói làm gì? Tình yêu em trao thì sao cũng mãi là trò chơi. Này anh chưa biết em đã vô tâm, em đành lòng như thế. Ở đây làm gì nữa, đừng bao giờ giải thích bất cứ lý do gì, vì với anh như thế là đủ rồi. Một lần anh mất niềm tin là bản thân anh bất cần, dù là nhiều lời xin lỗi để được trở về chân thành. Anh nghĩ em biết lý do chấp nhận tình cảm ấy, mấy lâu trong anh đã tan biến không còn gì nữa. Buồn ngủ quá mọi người. Rồi chắc mà tôi thứ 6 giờ để tôi quay á, thì thật sự luôn giờ 9 giờ tôi đã xong rồi đó mọi người á. Thì chỉ còn một phút nữa là tôi xong 15 clip rồi đó thôi, là tôi ok hả. Nói chung là tôi sẽ chút nữa tôi sẽ tranh thủ tôi ngủ sớm biết sớm thì nó sẽ tốt cho nhà mặt hơn và tốt cho công việc tôi hơn nữa đó. Thì đồ thì chắc là nữa tôi sẽ review về mấy cái món đồ hay tào lao sàm sàm xíu lại nhà tôi hết đồ sao ta, để review hay hơn một xíu cho mọi người xem rồi đó. Thì nói chung á, những bạn nào mà thích những cái clip như thế này nè thì hãy cho tôi xin một cái like, một share, một đăng ký và nhấn vào cái chuông và bấm vào nút theo dõi để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người đó. Còn là bây giờ cái bài mọi người nghe, hẹn mọi người ngày mai.